Thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được triển khai tốt, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn. Tuy vậy, tình hình vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tại tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh đã phát hiện một đối tượng đang chở một bao tải có biểu hiện nghi vấn chạy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Hờ Leo, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi dừng xe kiểm tra, tổ công tác làm rõ đối tượng này là Bùi Văn Kiếm, 60 tuổi, ở xã Thăng Hưng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, đang chở 30kg thuốc nổ và 32 kíp nổ đi bán để kiếm lời. Từ lời khai của Kiếm, tổ công tác tiếp tục mở rộng vụ việc, khám xét nơi ở của đối tượng thứ hai có liên quan là Nguyễn Xuân Giáp, 49 tuổi, ở xã Ia Giom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong nhà của Giáp, tổ công tác phát hiện đang cất giấu 60kg thuốc nổ, 7kg pháo nổ, một khẩu súng tự chế, một khẩu súng săn cùng 56 viên đạn quân dụng. Tôi là có hai tiền án về tội là mua bán vận chuyển thuốc nổ, một tiền án là đã xong, đã cải tạo tốt, đã về cách đây 7-8 năm rồi. Hôm nay tôi vận chuyển thuộc địa bàn thì bị cơ an ninh công an tỉnh Đắk Lắk bắt. Trên đường tôi đi thì tôi bỏ lên như một cái bao chợ phân đi rẫy vậy thôi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chợ đi tôi bán tôi kiếm đồng với trả nợ trong dịp Tết. Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển truy tố hai đối tượng Bùi Văn Kiếm và Nguyễn Xuân Giáp về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ chất cấm. 90kg chất nổ cùng nhiều đạn quân dụng, pháo nổ, kíp nổ được phát hiện thu giữ trong vụ án này đã ngăn ngừa những hậu quả xấu xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đối tượng vi phạm là đã có từng có tiền án tiền sự về mua bán và tàng trữ vật liệu nổ, cho nên là thủ đoạn của đối tượng rất là tinh vi. Tuy nhiên là bằng biện pháp nghiệp vụ thì cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với lại phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được đối tượng cùng với lại là tang vật. Qua đây cũng khuyến cáo bà con là không nên tàng trữ thuốc nổ, pháo trái pháp luật, bởi vì là những cái hành vi này là sẽ bị pháp luật xử rất là nghiêm. Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 2000, Nguyễn Minh Khang, sinh năm 1999, cả hai trú tại tỉnh Đồng Nai, và Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 1999, trú tại tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Phú đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện lô hàng gửi qua đường bưu điện là đạn chì từ tỉnh Thái Nguyên chuyển vào Đồng Nai và giao hàng tại huyện Tân Phú, nên đã bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng Thành. Khám xét nơi ở của Thành thu giữ thêm 9 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng đã chế tạo xong, 8 khẩu súng khác đang trong quá trình hoàn thiện gắn kim hỏa, ống nòng và 100 viên đạn chì, đạn thể thao. Kết quả giám định những khẩu súng đã lắp ráp thủ công hoàn thiện của Thành có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Tại tỉnh Quảng Nam, biết được thông tin anh Tơ Đến Hưng, người dân xã Trà Và, huyện Nam Giang, vừa mới nhặt được một khẩu súng hơi trong khi đi làm dãy, Công an xã Trà Và đã trực tiếp đến nhà anh Tơ Đến Hưng tuyên truyền vận động anh Hưng tự nguyện giao nộp khẩu súng trên. Được sự tuyên truyền vận động của cán bộ công an, anh Hưng đã tự giác giao nộp khẩu súng nhặt được. Tôi đi lên rẫy, đi phát rẫy, vô tình cũng phát hiện cây súng. Và tôi nhặt về với mục đích là để đi săn bắn chim chuột. Sau khi sự tuyên truyền của công an xã việc tác hại của sử dụng súng nên tôi giao nộp cho bên đồng chí công an xã.
Theo nắm bắt thực tế, tại các địa phương vùng cao như xã Trà Và, tình trạng người dân dùng vũ khí thô sơ, súng tự chế để săn bắt theo thói quen từ bao đời nay vẫn còn tồn tại. Điều đó tiềm ẩn những vấn đề phức tạp và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Từ sự tuyên truyền, vận động của lực lượng công an, từ đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, Công an Quảng Nam đã thu hồi hơn 100 khẩu súng các loại và hàng trăm công cụ hỗ trợ các loại. Qua cái nắm tình hình địa bàn, thì chúng tôi đã lập danh sách những cái đối tượng nghi vấn sử dụng súng. Qua đó ngoài cái việc vận động tuyên truyền tập trung, thì chúng tôi có vận động cá biệt và hầu như là đến từng nhà, thì người dân cũng nghiêm chỉnh chấp hành và tự nguyện giao nộp. Thì từ khi triển khai công an chính quy về xã đến nay, thì chúng tôi đã vận động thu hồi là khoảng trên 40 khẩu súng. Qua đó là góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Để ngăn chặn tình trạng trên, cơ quan công an yêu cầu người dân không sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo. Không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ. Không che giấu, giúp người khác chế tạo, sản xuất, mang, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.